Chào mừng bạn đến với thế giới của những chiếc xe ô tô rất nhanh và những chiếc máy bay thậm chí còn nhanh hơn. Những con tàu to lớn, những chiếc máy bay tuyệt vời, những chiếc tàu hỏa. Tất cả những phương tiện kể trên cùng những cỗ máy chở người, hàng hóa và nguyên vật liệu đều sẽ được tìm thấy trong cuốn sách ngập tràn những phương tiện giao thông này. Trước khi những chiếc xe hơi, tàu hỏa, tàu thuyền và máy bay hiện đại được phát triển, có rất ít người đi ra khỏi ngôi làng hay thị trấn của họ, và càng có ít người vượt biển đi xa. Những tiến bộ trong giao thông vận tải đã giúp con người tìm ra và định cư trên những vùng đất mới, làm nên những chuyến phiêu lưu thám hiểm thú vị. Thậm chí, chúng ta còn có thể rời khỏi trái đất để khám phá vũ trụ diệu kỳ.